Xin kính chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Và ngày hôm nay thì em lại cập bến cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe cờ rui màu bạc đây ạ. Một chiếc cờ rui sản xuất năm 2016, số sàn, động cơ của xe là 1.6, màu bạc, form dáng sedan, phần khúc hạng C, tư nhân biển Hà Nội các bác nhá. Xe thì quá là đẹp rồi. Máy zin số zin này, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không nỗi. Chạy đầm chắc chắn. Và bên em đang chào bán với giá là 335 triệu, vẫn còn thu nợ. Vâng, 335 triệu vẫn còn thu nợ cho bác nào đang quan tâm thiện chí về dòng xe này. Thì các bác có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt cho anh chị em một mức giá ưu đãi nhất. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của chiếc xe mà em đang chào bán đi ạ. Xong rồi chúng ta có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với túi tiền anh chị em nhé. Em cũng đang đi dạo qua một vòng để cho anh chị em có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe. Vâng ạ, một chiếc xe tư nhân biển Hà Nội. Bác nào ở Hà Nội đang quan tâm về cái dòng xe này thì có thể mua chiếc xe này về, đỡ phải mất 20 triệu tiền đổi biển các bác nhá. Rất là hợp lý luôn. Form dáng của xe đây ạ. Một mẫu xe có form dáng khỏe khoắn thể thao, chạy đầm chắc chắn. Thế còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì em sẽ quay vào trong phần nội thất này, phần keo chỉ gầm bệ và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe. Đầu tiên là phần đầu xe đấy ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mã ốp chrome. Lưới tản nhiệt của xe thì lên form mới, chia thành 2 tầng anh chị em nhé. Đó là một tầng ở trên và một tầng ở dưới đấy ạ. Đèn của xe. Vâng, đèn của xe là đèn halogen. Vâng, đèn halogen mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta có cái giải đèn LED định vị ban ngày này. Và có trang bị đèn gầm. Đèn gầm là đèn bi. Viền đèn gầm thì còn được mã ốp chrome. Nhìn chiếc xe khỏe, đẹp và sang trọng. Cặp đèn pha của xe còn khá là trong này, không có hiện tượng mà vẩn đục hay là vàng ố anh chị em nhé. Và đây là cái phần khớp lối đây, rất là khít luôn. Và cái phần khớp lối đây ạ. Sang cái cụm đèn pha bên này. Cụm đèn pha bên này cũng vậy, cũng còn trong sáng, không có hiện tượng mà vẩn đục hay là vàng ố. Và những cái phần khớp lối đây ạ, còn cực kỳ là khít, chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quẹt phần cản trước anh chị em nhé. La răng của xe. Và la răng của xe là la răng đúc 5 chấu kép. Cua lốp bên trong của xe thì không có hiện tượng han gì mục ngoặt này. Và phần cua lốp bên trong của xe thì không có hiện tượng han gì mục ngoặt anh chị em nhé. Còn sang đến phần thân xe. Vâng ạ, sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc 5 chấu kép này, rồi là 4 phanh ABS 4 bánh chống bó cứng an toàn, đi rất là an toàn luôn. Xi nhan tích hợp trên gương đây ạ. Vâng đây ạ, xi nhan tích hợp trên gương anh chị em nhé, bằng giải đèn LED này. Tay nắm cửa cũng được mã ốp chrome để bảo vệ cái phần sơn zin ở bên trong. Viền kính cũng được mã ốp chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe. Phần la răng của xe đây ạ. Vâng, la răng của xe này, rồi là phần cua lốp bên trong. Đó, không có hiện tượng han gì mục mọt anh chị em nhé. Ra phần la răng và bánh đằng sau. Vâng đã, phần la răng bánh đằng sau đây ạ. Rồi là phanh đĩa 4 bánh rồi, thì rất là an toàn. Tiếp theo là ra phần đuôi xe. Ra phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến đuôi, cực kỳ là an toàn, tiện lợi cho chúng ta. Khi mà chúng ta lùi xe sẽ có hình ảnh ở trên màn hình này và có thông báo vào trong xe, giúp cho anh chị em sẽ tránh được va chạm, rất là an toàn anh chị em nhé. Ngoài ra thì xe còn được bác chủ cũ độ cho một bộ Oppo thể thao. Đây ạ, một bộ Oppo thể thao nhìn khá là đẹp các bác nhá. Cặp đèn hậu của xe cũng đã được lên form mới rồi và vẫn còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố này. Cái phần khớp lốp đây ạ, rất là khít luôn. La răng được các bác nhá, la răng này. Sang cái cụm đèn hậu bên này. Vâng đây ạ, cụm đèn hậu bên này đây ạ. Cũng vậy, và những phần khớp lối thì vẫn còn khít luôn, chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng va quẹt cái phần cản sau.
Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho quý anh chị và các bạn cùng vào xem và tham khảo. Vâng đây ạ, phần gầm bệ của xe đây ạ. Phần gầm bệ của xe thì phần chassis vẫn còn sáng các bác nhá. Không có hiện tượng han gì mục mọt này. Còn đầm chắc chắc chắn. Đi không có tiếng kêu lọc cọc hay là dạo dạc ở cái phần gầm bệ của xe. Đó, rất là ok luôn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này. Vâng, đây nội thất bên trong của xe đây ạ. Ghế da rồi các bác nhá, rất là sạch sẽ và tươi này. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụm điện. Vâng, có gương kính chỉnh điện cụm điện, táp lô táp ly là hai màu. Đèn pha auto, đây ạ, đèn pha auto anh chị em nhá. Rồi là bàn phím tích hợp cho vô lăng. Đây ạ, bàn phím tích hợp cho vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Có màn hình giải trí Android này, cực kỳ là to, tích hợp cam lùi. Rồi điều hòa auto, mở cốp bằng điện. Trang bị hộp số sàn 5 cấp, động cơ của xe là 1.6. Ghế da hai tông màu, đó là màu đen và màu da bò đấy ạ, nhìn rất là sang trọng luôn. Và còn sạch sẽ căng bóng này. Trần nỉ nguyên bản theo xe mọi người nhá. Vâng, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đó, được chưa ạ? Một chiếc cờ rôi 2016, số sàn, động cơ 1.6, màu bạc, form dáng sedan. Máy số còn zin, gầm bệ chắc chắn, nội thất sạch sẽ, tươi. Em đang chào bán với giá là 35 triệu, vẫn còn thương lượng anh chị em nhé. Anh chị em mà quan tâm thiện chí thì có thể nhấc máy lên alo ngay cho ông Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt cho anh chị em một mức giá yêu thương nhất ạ. Thế còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốp xe, keo chỉ lắp capo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì em sẽ quay cái phần tắp ly trước này. Vâng, đây ạ, phần tắp ly đây ạ. Đó, phần tắp ly này. Rồi là phần keo chỉ. Đây là phần keo chỉ anh chị em nhé. Phần ốc tai đây ạ. Rồi là phần bản lề trên, bản lề dưới. Và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây, trên dưới này. Tất cả nó còn nguyên zin, cũng không có hiện tượng vặn mở ốc anh chị em nhé. Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, cái phần tắp ly cánh cửa đằng sau đây ạ. Phần keo chỉ cánh cửa đằng sau thì được dán một cái lớp gioăng cao su ở bên ngoài rồi. Nhằm cách âm, chống ồn các bác nhá. Rồi đây là phần ốc tai này. Đó, bản lề trên, bản lề dưới. Tiến ra phần cốp xe. Vâng, ra phần cốp xe thì cái phần ốc đai cũng đã được bảo vệ bằng cái tấm lỉ này rồi, cho nên em không quay được. Còn đây là phần keo chỉ cốp xe. Vâng, phần keo chỉ cốp xe đây ạ. Ok chưa ạ? Khoang cốp xe thì khá là rộng rãi này. Vâng, khoang cốp xe thì khá là rộng rãi, giúp cho anh chị em cũng có thể để đồ thoải mái khi mà chúng ta đi công tác xa nhà hoặc là đi du lịch với cả gia đình, để thoải mái luôn anh chị em nhé. Còn ở phía dưới đây, ở phía dưới đây là một cái ngăn đựng cái lốp sơ cua. Nhưng mà lốp sơ cua em thì em đã bỏ ra để rửa dọn rồi, lúc nào em sẽ bổ sung vào sau. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Vâng đây ạ, cái phần tôn vỏ cốp xe thì không có hiện tượng mục mọt anh chị em nhé, còn rất là mới luôn. Khoang cốp xe rộng rãi, đằng sau xe cũng đã được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi rồi. Sang bên đây là phần tắp ly, phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là phần tắp ly cánh cửa bên trên đây ạ. Vâng, đây phần tắp ly đây. Rồi là phần keo chỉ này. Đó, phần keo chỉ đây ạ. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới anh chị em nhé. Và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng đây ạ, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau này, trên dưới này. Đó, được chưa ạ? Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, đây là phần tắp ly cánh cửa đằng sau.
Phần keo chỉ cánh cửa đằng sau thì cũng đã được dán một cái lớp gioăng cao su ở bên ngoài rồi các bác nhá. Đây, một lớp gioăng cao su bên ngoài này để nhằm cách âm chống ồn cho xe. Còn đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới, được chưa? Và vừa rồi thì anh chị em cũng đã lắm được những cái trang thiết bị ở trên cái mẫu xe này rồi, và cũng được nhìn ngắm cái phần tắp ly, phần keo chỉ và phần ốc bắt bản lề của bốn cánh cửa, tất cả còn nguyên zin, không có hiện tượng vặn mở ốc. Anh chị em cũng đã yên tâm được một phần rồi. Và cái phần cuối cùng đây, phần cuối cùng để cho mọi người có thể yên tâm về cái mặt chất lượng của xe, về độ zin của xe, có lẽ em sẽ quay cái tổng thể cái khoang động cơ này, cũng như là phần keo chỉ của lắp capo để cho anh chị em vào xem và tham khảo đi ạ. Vâng, đây ạ, tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe đây ạ. Đây anh chị em nhá, anh chị em có thể nhìn ốc chân máy kìa, ốc chân máy còn nguyên chấm sơn của nhà máy anh chị em nhá. Đó. Anh chị em nào mà am hiểu một chút về xe thì anh chị em nhìn như vậy là anh chị em cũng đã đoán được rồi, được không ạ? Cũng đã cảm nhận được cái độ zin của xe rồi. Tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe thì còn khô ráo và cũng khá là sạch sẽ. Và đầu tiên thì cũng là cái phần ốc lắp capo đây ạ. Đó, phần ốc lắp capo này. Rồi là phần ụ giảm sóc. Phần keo chỉ của lắp capo. Vâng, phần keo chỉ của lắp capo đây ạ. Phần ốc đai bên này các bác nhá. Rồi là phần ụ giảm sóc bên này. Động cơ của chiếc xe. Vâng, động cơ của chiếc xe thì còn khô ráo và cũng khá là sạch sẽ. Máy lổ êm, côn số mượt mà, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ anh chị em nhá. Đây ạ. Máy số còn zin. Cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi. Đây ạ, ốc chân máy đây ạ. Phần ốc chân máy thì còn nguyên chấm sơn của nhà máy anh chị em nhá. Đó. Động cơ khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Máy lổ êm, côn số mượt mà. Anh chị em cũng có thể về tại cửa hàng để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của xe. Xong rồi chúng ta sẽ lựa chọn tìm cho mình một chiếc xe nó phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với túi tiền nhất anh chị em nhé. Đây ạ. Và vừa rồi thì em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất gầm bệ keo chỉ khoang động cơ của chiếc cờ Rui 2016 màu bạc cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em. Hoặc là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Vâng ạ, anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho Dũng Audi xin một nút đăng ký kênh, để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện, tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em, thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào.